phải ăn ở đây chứ không mua trong tí rồi. Mấy người đi du lịch cứ xuống tầm thử ăn nhưng mà mua ngõ bo ra đây liền. À, xin chào cô đậu lục mà số ồ ngon chưa? Nó ba nữa. Ừ. À mấy quả ấy. Con gỗ đó chứ bình. Mấy con ấy đó luôn. À đẹp kìa. Đây có phải mấy quả rút dưới sót nhưng nó bùa đó. Bà đã cho đỏ luộc. Sao không nhắm lửa lên cô? Nó không có luộc. À nó lai nó không có luộc ha. Ừ. Nhưng mà nó luộc tao luộc cái tao không. À nghĩa là nó mới thấm gia vị ngon chứ. À nghĩa là để cho cái đào nó lò ra đúng không vậy? Ừ. À nó lò ra mới luộc nha. Ồ, để ra cho đào lè rồi mới nhắm lửa lên, đúng không? Ừ. Đồ à. Ốc rút của cô coi là khách tới nhỏ là dành mua nghe. Ở thương hiệu ở đây thương hiệu đi đổ ai cái thông mộng này hả luôn. À hay. Tại cô ai lụa háo gì luôn chứ cô có không luộc luộc là ngâm được bo nước của cô mới luộc chứ ngâm mộng nước luôn cô không có luộc. Đây là sò sỏ hả cô coi? Sỏ ấy gừng. Gừng hả? Ừ. Có tí gừng mới chán hơn. Ít nhiều vô ca ca mới ngon luôn nè. Rồi ít nó ít tư rửa khô nữa chứ. À này đây luôn, bỏ làm. Rồi có bột nêm không? Có chứ. Nêm đường gia vị đó thế. À đường nữa hả? Ừ, nhưng mà đặc biệt là cô không bỏ người nào. Không bỏ người nào chứ cô không bỏ người nào. Nhưng mà cà non chí. Cà non là cô không có ăn, cô không bỏ đâu, cô ăn cô cũng không có bỏ. Không bỏ, họ bỏ người nào vô thì ngon, thành chín nữa mà không có bỏ. Không ăn là không bỏ thôi. Ra. À, chín như này, cho nó chín như này. Thì ốc này ngon ha. To thiệt đấy chứ. Đổ lên đây. Dạ nó ăn đi sao ăn. Kỹ quay mà với hả? Hả là đây là hả trúc qua cái hả ấy. Nhưng mà đây là không có tốt được. Thương hiệu Thâm Lam Nam rồi. Nước sâu nữa không? Ê, lồm ốc là cô biết không? Là do chồng thì ăn ốc quá. Hiểu không? Ừ. Hiểu. Tính. Ê, nhớ nhớ này không? Bây giờ cô coi gia vị nè. Cái gì quá? Một muỗng đường không làm lâu là hai muỗng không bao lâu là bốn muỗng á xí muối hả con đường hả đường một muỗng. Tí muối mì tây nữa là sao không có gia vị không đường nữa cho nên thành có lâu nó lột không nếu đồ ăn lột thì cứ đổ muối mì tây vô nè cho nên họ ăn lột nhiều mà à, thì không có nát lột lột vậy chị lấy ra đúng không câu lô mẹ nó lô mình ăn hả em cho chết ra nước và ráng mẹ rồi đứa đồ ăn vậy đó thì no đủ luôn. Ôi. Nó nó luôn. Con tôi đi ra. Trời ơi. Cái con nhỏ ốc chưa chín rồi nó thòn ở đây. Đó, ê chứ, đúng không? Nói chung là luộc đây hai còn ăn được ông em vô mình nữa thì về cứ đậu mình đi luôn. Thấy mà mình luộc là mình luộc ít thôi. Đường không là đúng rồi, để dành bữa làm lâu lên để dành với cái tóc nghe lái rồi giờ cộng sỏ nha sỏ với gừng ớt sỏ gừng ớt đây là ớt rồi xí ớt khô có gừng nữa nghe thấy mùi gừng có gừng nữa ớt bột nữa đồ ngâu ra nếu muốn ớt bột à nhiều quá rồi sự cay có ớt tư à rồi đi nè hè hè long thôi hè long hòa rồi không đã suy nghĩ lại mười lâu mà chỉ suy nghĩ là thôi hôm nay mà sao ớt ngày quá chừng nó mới ngon nè
ớt nè. Ốc gạo nghe, nhiều nơi gọi là ốc ruốc, ốc lễ, ốc vụ, ốc vụ. Tẩm gia vị này ha, ốc vụ là có từ hồi Tết nghe, tháng 12 nghe, cho đến